Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Đây là bảng giá của xe Bianchi đã qua sử dụng năm 2021 ạ. 2 x 12, size là 53, nặng 8,2 kg, phù hợp với chiều cao 1m65 và 1m75 ạ. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra xe ạ. Khung carbon, càng carbon, khung đứng là 480mm, còn ngang là 535mm ạ. Ghi đông là 400mm, bô tăng 100mm. Khung sườn Bianchi còn đẹp lắm ạ. Giò dĩa u tẹt ra 8150, 170mm, 50-34T. Chiếc Bianchi này sử dụng bộ súp điện ạ. Khung sườn sản xuất ở Taiwan. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu cần xem xe kỹ, thì em sẽ gửi thêm hình cho quý cô chú anh chị kiểm tra lại một lần nữa ạ. Dạ, còn video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.